thì ma quỷ cũng theo đó mà hoàn thành quấy nhiễu dân chúng. Thì trong cái đám ma quỷ đó thì có một đại ma đầu, một con yêu tinh rất là mạnh, đó là Thiền Thừ. Chào mừng tất cả các anh chị đã trở lại với kênh của Mộc Bình Nguyên trong chuyên mục Tượng Gỗ và Những Điều Cần Biết. Và như lời hứa, trong cái video này Vân sẽ chia sẻ cho anh chị về một linh vật được rất nhiều các anh chị yêu thích để trưng bày trong nhà của mình, đó là cốc Thiền Thừ, hay còn gọi là cốc ba chân. Thì trong cái quan niệm của dân gian mình á, thì cốc ba chân là một cái linh vật có một cái sức mạnh rất là lớn, chỉ đứng sau Tỳ Hưu thôi là cái vị trí số 1 về cái việc chiêu tài và xua đuổi tà ma. Người ta cho rằng khi mà ở trong nhà của mình á, mà có trưng bày tượng của cốc Thiền Thừ thì gia chủ sẽ được thuận lợi về con đường tiền bạc, và ma quỷ sẽ không dám quấy nhiễu. Thì lý do tại sao mà cốc Thiền Thừ lại mang lại được cho chúng ta những cái điều tốt lành như vậy, thì anh chị cùng với Vân chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử cũng như là ý nghĩa và cách trưng bày của ngài Thiền Thừ ở trong nhà của mình, để khi nào mà những anh chị nào mà đang có cái nhu cầu hoặc đã trưng bày cái tượng ngài ở trong nhà thì chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn, chúng ta có một cái nhìn rộng hơn để chúng ta tìm ra được cái cách, và chúng ta biết cách để chúng ta mang lại cái lợi ích, mang lại cái hiệu quả khi mà chúng ta trưng bày cái bức tượng của cốc Thiền Thừ trong nhà. Và trước khi đi vào câu chuyện thì mọi người cho phép Vân được cảm ơn tất cả những người đã viết về những cái tài liệu cũng như là những cái video chia sẻ về cốc Thiền Thừ để cho Vân học và có kiến thức, để hôm nay Vân được chia sẻ lại cho những người khác, được chia sẻ lại cho anh chị ở đây. Thôi, bây giờ Vân mời anh chị chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nguồn gốc của cụ Thiền Thừ. Truyền thuyết kể rằng vào thời Ngũ Đại, một thời kỳ loạn lạc ở Trung Quốc, thì các chư hầu nổi dậy và tranh giành quyền lợi, tranh giành đất đai, tranh giành quyền lực. Chiến tranh xảy ra liên miên nên là khắp nơi dân chúng lầm than giết chóc, thì ma quỷ cũng theo đó mà hoành hành quấy nhiễu dân chúng. Thì trong cái đám ma quỷ đó thì có một đại ma đầu, một con yêu tinh rất là mạnh, đó là Thiền Thừ. Và cũng trong cái thời điểm này có một cái nhân vật tên là Lưu Hải. Thì Lưu Hải là một người đệ tử của Lã Động Tân, mà Lã Động Tân là một trong những bát tiên thời bây giờ. Thì cái ông Lưu Hải này, ông cũng có một cái pháp công rất là cao cường, và ông có cái sở thích là đi ngao du thiên hạ, ông giúp người khổ, và ông hàng yêu phục ma. Và một cái điều nữa là ông Lưu Hải này là cái người ở cái thời đó mà phát minh ra tiền để cho dân buôn, dân chúng giao dịch với nhau cho dễ dàng. Và đến một ngày nọ thì cái tin đồn về cốc Thiền Thừ cũng đến tai ông, và ông quyết định thu phục cốc Thiền Thừ. Nhưng mà cốc Thiền Thừ cũng là một đại ma đầu, một cái yêu quái mà đã tu hành hàng vạn năm rồi, nên công lực lực cũng rất là cao. Khi mà giao chiến với ông cũng rất là nhiều ngày, nhưng mà mỗi lần yếu thế thì nó có một cái biệt tài là nó chạy rất nhanh. Nên là khi mà nó giao chiến với ông mà nó cảm thấy mà bị sắp thua rồi là nó bỏ chạy đó, nên là ông không có bắt được. Bắt đầu ông mới nghĩ ra được một cái kế, đó là ông dùng vàng bạc châu báu để ông dụ nó đi vào một cái bát trận đồ mà ông đã thiết lập sẵn đó. Và sau nhiều ngày chờ đợi thì cuối cùng Thiền Thừ cũng đã mắc bẫy và đã bị ông thu phục. Vì ông thương xót nó, vì ông có cái lòng trắc ẩn, nó cũng cướp bóc thôi chứ nó không có giết hại dân lành đó, nên là ông tha cho nó một mạng. Nhưng mà ông đã chặt đứt đi một cánh chân sâu của nó, chặt đứt đi một cái chân sâu để cho công lực nó giảm đi,
và đặc biệt là nó không còn chạy nhanh như trước đâu nữa, để nó không có quấy nhiễu dân lành nữa. Thì một phần á, là cái công lực nó đã giảm đi rất là nhiều, và khi mà quay lại cái thế giới yêu ma của nó thì nó sẽ không có còn quyền lực như trước nữa, và nó sẽ bị những cái kẻ thù trước đó ám hại nó. Một phần là vì Cốc Thiềm Thừ đã biết ơn, đã cảm kích khi mà Lưu Hải tha cho Cốc Thiềm Thừ một mạng, thì Cốc Thiềm Thừ mới quyết định là xin theo Lưu Hải để tu tập. Thì Lưu Hải đã nhận, và sau một cái thời gian rất là dài tu tập thì cái tâm ma trong người của Thiềm Thừ đã loại bỏ hết, và cái tiên tánh, cái tánh tốt, cái đức hạnh đã được đi lên. Trước khi mà Thiềm Thừ xuống núi thì Ngài có nguyện một câu rằng Ngài sẽ đi khắp thiên hạ, nếu như người nào mà gặp khó khăn nhưng mà sống có tâm có đức thì Ngài sẽ dùng cái châu báu vàng bạc từ trước giờ mà Ngài ăn vào người á, Ngài sẽ nhả ra và Ngài giúp đỡ cái người đó để nhằm chuộc lại cái lỗi lầm năm xưa. Thì sau khi mà Ngài xuống núi thì có rất nhiều cái lời đồn đại rằng là mỗi lần mà trăng sáng, mỗi lần một cái đêm trăng sáng mà nếu như thấy Ngài xuất hiện ở cạnh cái nhà của người nào thì đột nhiên cái người đó trở nên giàu có. Từ đó cái giai thoại về Cốc Ba Chân, Cốc Ngậm Tiền, Cốc Mang Tài Lộc ra đời. Đó. Và cũng từ đó bắt đầu dân chúng bắt đầu là tạc tượng Ngài và trưng bày Ngài ở trong nhà để cầu mong rằng Ngài đi ngang qua và Ngài thấy cái sự tôn kính đó, là Ngài sẽ giúp cho gia đình được tài lộc và bình an. Thì khi mà trưng bày ở trong nhà như vậy thì bắt đầu sinh ra một cái vấn đề tiếp theo, đó nữa là cái cách trưng bày như thế nào để cho đúng. Và khi mà trong cái thời điểm đó thì có cái nước Việt Nam của mình á, là đang là thuộc địa của một trong các chư hầu. Tại vì cái thời đó, cái thời Ngũ Đại, đó là cái thời chúng ta đang bị đô hộ bởi Trung Quốc. Thì kể cả Việt Nam chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa, bởi cái tích truyện của cụ Thiềm Thừ như vậy. Thì có hai cái luồng ý kiến khác nhau về cái cách trưng bày của cụ Thiềm Thừ. Một luồng ý kiến ở cái phía phương Nam á, là cái phía ở Việt Nam mình nè, là khi mà trưng bày cụ Thiềm Thừ trong nhà á, là buổi sáng chúng ta sẽ quay cái tượng Ngài đi ra mặt ra hướng trước mà trong miệng không được ngậm tiền, với cái ngụ ý là đi kiếm tiền. Buổi tối thì sẽ quay mặt vào lại, là sẽ mang cái đồng tiền ở trên trước miệng của Ngài, để cái ngụ ý là mang tiền về nhà đó. Và Ngài được trưng bày ở trên bàn thờ của thổ địa thần tài hoặc là một góc ở trong nhà. Còn với cái văn hóa của phía Bắc á, thì có cái quan niệm á, là khi mà mình trưng bày tượng Cốc Thiềm Thừ á, thì chúng ta sẽ trưng bày ở cái góc nhà mà ở phía trước cửa, cái cửa nhà của mình chúng ta sẽ trưng bày ở phía bên góc, nhưng mà cái đầu sẽ hướng vào trong, ngậm tiền hướng vào trong, nhưng mà sẽ hướng xéo chứ không hướng thẳng như này. Hướng xéo vì họ quan niệm á, là khi mà hướng xéo á, là ở ngoài nhìn vào sẽ thấy cái gương mặt của Ngài rất là hung dữ, thì ma quỷ sẽ không dám vào. Tại vì á, họ quan niệm là Ngài lúc đầu cũng là một ma đầu, đại ma đầu rất là nổi tiếng trong cái giới ma quỷ. Thì khi ma quỷ mà gặp lại Ngài á, thì cái tiếng tâm năm xưa vẫn còn, thì ma quỷ sẽ khiếp sợ và không dám vào nhà đó. Và khi mà trưng bày cũng, và họ cũng cho rằng là trưng bày có thể là trưng bày ở cái góc nhà, cũng có thể là trưng bày ở trên bàn làm việc hoặc là ở trên bàn thần tài, thì cũng sẽ quay cái hướng như vậy. Họ quan trọng là cái hướng hơn là cái cách mà xoay ra xoay vào như là ở phía Nam như mình đó. Thì có hai luồng ý kiến khác nhau như vậy. Thì đối với anh thì cái luồng ý kiến nào nó cũng chỉ là một cái giai thoại thôi, chúng ta có thể xem và chúng ta có thể tham khảo cái điều đó. Còn đối với riêng cá nhân Văn thì Văn sẽ có một cái luồng ý kiến riêng, và Văn luôn luôn giữ cái quan điểm của mình. Khi mà chúng ta trưng bày bất kỳ một cái bức tượng nào
thì cái điều quan trọng nhất là cái sự hiểu về cái nhân vật đó. Khi chúng ta trưng bày thì chúng ta sẽ hiểu về cái nhân vật đó và chúng ta tôn kính, tôn trọng cái nhân vật đó. Còn cái việc trưng bày như thế nào á, thì khi chúng ta đã có cái lòng tôn kính rồi thì chúng ta sẽ tự biết cách để chúng ta tìm cách nào để trưng bày cho sạch sẽ, vệ sinh như thế nào đó. Và cái điều quan trọng á, là mọi người nhớ một cái điều là lúc mà Ngài đi xuống núi á, là Ngài có phát tâm nguyện một điều là người nào mà khi gặp khó khăn nhưng mà sống có tâm có đức thì Ngài sẽ giúp đỡ. Đó thì có nghĩa một điều rằng chúng ta cứ việc sống có tâm có đức, khi nào khó khăn thì Ngài sẽ giúp đỡ. Và còn có một cái ý nghĩa mà nhân văn hơn nữa, mà theo Văn nghĩ á, cá nhân của Văn thôi, thì khi mà chúng ta trưng bày cái tượng Ngài ở trong nhà của mình, ở bên cạnh mình á, thì mình học theo Ngài đó. Ai rồi cũng sẽ có những cái lúc đó mà chúng ta làm những cái việc không tốt, không đúng, thì chỉ cần chúng ta hiểu ra được là mình đã làm sai và mình quay đầu lại, mình biết giúp đỡ người khác, mình dùng những cái gì mình có, mình có thể giúp đỡ người khác, thì cái cuộc sống của mình nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, phải không nào? Và đó là một cái điều mà Văn tâm đắc nhất trong cái mỗi cái bức tượng đó, là Văn nói thật sự. Thì đây là cũng là một cái ý kiến riêng của Văn thôi, sẽ có anh chị đồng ý và cũng có anh chị có thể là không đồng ý, nhưng mà đây là ý kiến riêng, anh chị có thể tham khảo, và nếu như anh chị nào thích thì có thể hiểu theo ý của Văn cũng được. Và cái video đến đây cũng là kết thúc. Thì anh chị nào mà có cái thiện cảm thì cho Văn xin một like. Anh chị nào có bất kỳ cái ý kiến gì thì có thể comment ở phía bên dưới cái video này. Và ai chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh giúp dùm Văn, để lần sau Văn ra video thì chúng ta sẽ gặp nhau dễ dàng hơn. Và Văn cũng xin nhắc lại là mỗi tối thứ bảy hàng tuần, Mộc Bình Nguyên sẽ có một cái video chia sẻ về những cái vấn đề ý nghĩa về bức tượng và những cái điều trong cuộc sống này, để chúng ta cùng nhau tham khảo và chúng ta như là một cái cuộc tâm sự nói chuyện với nhau vào cuối tuần. Rồi, Văn xin cảm ơn tất cả các anh chị đã xem hết cái video của Văn ngày hôm nay. Và Văn chúc anh chị có một cuộc sống thật là viên mãn, thật là hạnh phúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các anh chị.